Muốn cho êm ấm cửa nhà, vợ kêu chồng dạ bẩm bà con đây. Hàng ngày bị con sư tử Hà Đông ở nhà chèn ép anh vua lì đòn đã chịu hết nổi rồi. Hôm nay anh quyết định làm một việc anh cho là còn đáng sợ hơn của bật nóc nhà nữa. Muốn biết anh lì làm gì thì chúng ta cùng quay trở lại buổi sáng nay. Khi mặt trời vừa ló dạng anh đã có mặt tại địa điểm quen thuộc là khu rừng Bình Dương. Cũng chính tại nơi đây anh lì đã từng tự tay chinh phục rất nhiều loài sinh vật độc lạ. Nhưng hôm nay anh quay trở lại với tâm thế bất cần đời hơn. Vì tối qua vừa có trận combat với nóc nhà xong. Mặc dù là người cãi thắng nhưng chỗ ngủ của anh đêm qua là dưới gầm cầu. Anh lì đã nhờ anh cameraman bất tử chuẩn bị giúp mấy loại sinh vật thật độc lạ. Một bên là đỉa nước ngọt được bắt từ chính cái ao trong rừng này. Một bên là loài đỉa dược liệu được nhập khẩu từ nước ngoài với bản năng khát máu kinh dị. Trước tiên anh sẽ thí nghiệm với bọn đỉa nước ngọt trước. Anh nhẹ nhàng đưa cả cánh tay vào nước nhưng ban đầu bọn đỉa vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhận thấy sự hiện diện của sinh vật lạ trong môi trường sống nên chúng bắt đầu tiến lại gần. Và tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Sau 15 phút thật may là chẳng con nào xin anh tí máu cả. Vậy còn đối với sinh vật khát máu đáng sợ kia thì sao? Hiện tại trên tay anh là một hộp đựng đầy đỉa dược liệu. Mới thấy chúng nó thôi mà tim anh đã đập bình bịch rồi. Sở dĩ anh lì lo lắng như thế vì đã nghe danh loài đỉa này từ trước. Các giang cư mận truyền tai nhau rằng bọn này có khả năng tấn công cực nguy hiểm. Và đó cũng là một trong những lý do anh quyết định thực hiện thí nghiệm này. Bình thường nhìn thấy con đỉa thôi mèo đã hết hồn con chồn rồi. Vậy mà bây giờ anh lì lại dám thò cả tay vào bể đầy đỉa thì đúng là đáng sợ thật. U là trời, vừa thấy món mồi béo bở chúng nó lao tới luôn không ngần ngại. Chúng bám đầy trên cánh tay và bắt đầu oánh chén. Cơ chế tấn công là chúng sẽ dùng 3 cái răng sắc nhọn cắn và giữ chặt con mồi. Sau đó từ nước bọt tiết ra một chất chống đông máu rồi cứ thế thưởng thức bữa tiệc buffet tươi ngon. Sau 20 phút hiến thân cho khoa học, có thể thấy những con đỉa đã bắt đầu béo lên. Bây giờ sẽ là lúc các em nó phải nói lời tạm biệt với đồ ăn. Tuy nhiên bạn không nên ngay lập tức giật chúng ra bởi những cái răng sót lại sẽ gây ra nhiễm trùng. Thay vào đó hãy sử dụng muối hoặc bật lửa để khiến chúng tự nhả ra. Ngoài ra còn một cách đơn giản hơn, đó là sử dụng móng tay chừa thẳng về phía trước. Và cũng có những trường hợp con đỉa đã ăn đủ no nên nó sẽ tự động rời khỏi cuộc chơi. Anh lì tách con nào ra thì ngay lập tức vết cắn chỗ đó rỉ máu luôn, chứng tỏ chất chống đông máu của chúng hoạt động cực hiệu quả. Không biết các bạn thế nào chứ nhìn mấy con này mèo nổi hết cả da gà. Cộng thêm cái việc chúng nó từ bé xíu trở nên ú na ú nần lại càng đáng sợ hơn. Mèo ú thì mèo thấy đáng yêu chứ đỉa ú nó cứ ghê ghê thế nào ấy. Chưa dừng lại ở đó, với bộ óc báo thủ của mình, hôm sau anh lì lại nghĩ ra trò mới. Chắc hẳn các bạn đều đã từng nghe tới bọ ngựa là một sát thủ săn mồi máu lạnh trong tự nhiên. Vậy nếu cho bọ ngựa đấu với đỉa thì cái kết sẽ như nào nhỉ? Đó cũng chính là băn khoăn anh lì đã tự đặt ra. Con đỉa may mắn được chọn hôm nay có trọng lượng khoảng 2 gram. Mỗi lần hút máu nó có thể sơi tới 300 giọt. Còn bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ đối thủ đáng gờm chính là bọ ngựa. Đây là một con đực đã được anh lì nuôi dưỡng khoảng 3 tháng. Nếu chăm sóc tốt thì tuổi thọ của bọ ngựa có thể kéo dài tới 1 năm. Anh nuôi em nó chỉ để chờ tới ngày lên sàn đấu. Hai đối thủ đã chính thức gặp nhau. Các bạn dự đoán ai sẽ giành chiến thắng? Chúng ta cùng làm tí đỏ đen dưới phần bình luận nhé. Bạn nào nghĩ bọ ngựa thắng thì comment 111. Bạn nào nghĩ đỉa sẽ thắng thì comment 333 nha. Chắc do lần đầu tiên thấy đỉa nên bọ ngựa đã định nếm thử xem có ngon không. Thật đáng kinh ngạc là nó có thể dễ dàng cắn thủng lớp da dày và chắc khỏe ấy. Đỉa đã bị chấn thương tương đối nặng. Liệu có cú lội ngược dòng nào ở đây không? Cả hai lại đang lao vào nhau và có vẻ lợi thế vẫn dành cho bọ ngựa. Trong khi đó thì đỉa vẫn liên tục chống cự. Tự nhiên mèo thấy trận đấu này nó cứ không cân sức thế nào ấy nhỉ. Rõ ràng là bọ ngựa có tay chân sẽ dễ nắm thế chủ động hơn rồi. Và chắc đến đây thì kết quả đã rõ. Xin chúc mừng những bạn đã bình luận đúng 111 là bọ ngựa chiến thắng. Nhận thấy trò chiến đấu này khá hay ho nên anh lì đã tiếp tục sắp xếp thêm trận combat giữa rắn sữa và đỉa. Lần này thì cả hai con cùng không có chân tay nên sẽ công bằng hơn. Con rắn cũng mới được anh nhận nuôi cách đây mấy tuần. Thứ anh tâm đắc nhất chính là những hoa văn nổi bật xen kẽ trên thân nó. Nhưng đẹp thì đẹp chứ tí mà thua thì cứ liệu phần hồn. Và đối thủ của rắn sữa sẽ là một con đỉa. Đây là một ứng cử viên đáng gờm vì trước đó anh lì đã có sự chọn lọc. Anh cho đỉa đấu với cả nhện và cua. Cuối cùng nó cũng đã đi được tới vòng này. Khi vừa gặp nhau, đỉa đói đã có ý định bám vào thân rắn để hút máu. Nhưng thực tế bao bọc bên ngoài rắn là một lớp vảy khá dày và cứng nên đỉa không thể cắn thủng được. Vậy là nó đành bỏ cuộc và bò đi chỗ khác. Trong khi đó thì rắn lại quay ngược lại tiến gần tới chỗ đỉa. Liệu có phải nó định sơi tái đối thủ của mình hay không? Nhưng không, sau đó rắn tỏ ra không hề hứng thú với đỉa. Anh lì cứ nghĩ rằng nó đã no nhưng khi anh đưa món chuột con tươi ngon thì nó chén sạch. Thậm chí nó còn ăn ngấu nghiến như thể đã bị bỏ đói lâu ngày. Vậy là trận đấu của chúng ta cũng phải tạm ngừng tại đây với lý do là hai đối thủ không hứng thú với nhau. Trong khi anh vua lì đòn đang đắm chìm trong những màn combat đẫm máu thì người hảo anh em hải giớ vừa nghĩ ra trò nghịch mới. Mà một khi các anh này đã nghịch thì các bạn hiểu nó ngu tới mức độ nào rồi đấy. Đối tượng được anh Hải lựa chọn hôm nay là những chú kiến. Các bạn tuyệt đối đừng để vẻ ngoài nhỏ bé hiền lành kia đánh lừa, bởi ẩn sâu trong đó là khả năng tấn công cực đáng sợ. Một trong số đó là loài kiến cắt lá. Cái tên nói lên tất cả, bản năng của chúng là tha những chiếc lá về tổ.
dùng số lá đó làm phân bón tươi nuôi nấm phục vụ cho cả tổ. Loài này thì không có vòi trích nhưng bộ hàm to lớn chắc khỏe có thể xẻ thịt bất kỳ con mồi nào, thậm chí đôi khi là cả con người. Tuy nhiên với lượng máu liều nhiều hơn máu não thì anh Hải Dớ lại càng hào hứng hơn. Hiện tại anh đã tìm ra một tổ kiến lá. Dùng chân đạp mạnh lên mặt đất sẽ là cách hiệu quả để triệu hồi những con kiến lính hung dữ. Chúng ngay lập tức bò đầy trên chân và quần anh. Nếu không thoát ra nhanh anh sẽ thành miếng mồi béo bở cho chúng nó mất. Thật may là anh Hải cũng đã kịp tóm được mấy con rồi. Trông chúng nó có vẻ đang tức giận và đây chính xác là thời cơ để anh thực hiện thí nghiệm của mình. Kế hoạch là trong vòng 1 phút anh sẽ để những con kiến này trên tay mình, mặc cho nó thỏa sức khám phá ra thịt. Mục đích cuối cùng chỉ là để xem bọn này cắn đau tới đâu thôi. Thế mà vừa mới mấy giây đầu anh đã phải kêu gào trong đau đớn, bởi vì phải công nhận là chúng nó cắn quá đau đi. Nhìn hai cái càng chắc khỏe kẹp vào như muốn cắt đứt ra tay anh mèo cũng đau dùm luôn á. Ở một số vết cắn máu đã rỉ ra, anh Hải cảm thấy như hàng trăm nhát dao đang cứa vào tay vậy. Ngay khi đồng hồ đếm ngược tới giây cuối cùng anh nhanh chóng nhặt chúng nó ra rồi thả lại vào lọ. Đúng là một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất trong đời anh. Nhìn lại cánh tay đã chẳng chịt vết cắn. Và tới tận bây giờ cảm giác nhức nhối vẫn rất mãnh liệt. Tuy nhiên với cả cái tay đang bị thương đó thì anh Hải vẫn phải tiếp tục đi săn. Vì thí nghiệm chưa dừng lại ở đó. Đối tượng thứ hai của anh là những con kiến đạn. Đây là một trong những loài kiến lớn nhất thế giới và có cái vò chích cực sắc nhọn. Không những vậy nó còn chứa nọc độc thần kinh gây đau đớn cực đáng sợ. Anh vừa gõ nhẹ vào cửa hang thì ngay lập tức lũ kiến xông ra. Trông chúng có vẻ khá giận dữ nên anh chỉ kịp bắt được một con rồi chuồn lẹ cho chắc cú. Loài kiến này khá nguy hiểm nên anh không thể xem nhẹ được. Một con là quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Nhìn biểu hiện bên ngoài thì có vẻ em nó đang máu chiến lắm. Đang êm ấm cửa nhà tự nhiên bị anh Hải bắt đi chỗ khác. Có giỏi thì đưa cái tay ra đây nó chích cho một cái để biết thế nào là lễ độ. Cầu được ước thấy cái vòi sắc nhọn của nó đã tiếp xúc thân mật với cánh tay anh Hải. Đã lỡ làm đến nước này rồi thì anh Hải chơi lớn luôn xem có ai trầm trồ. Anh giữ con kiến đạn trên tay trong 1 phút. Điều này đồng nghĩa với việc không chỉ một mà anh có thể bị trích rất nhiều lần. Không phụ lòng anh mong mỏi con kiến cũng liên tục xiên cho anh mấy phát thật. Anh Hải cho biết cảm giác như chỗ bị cắn đang bốc cháy vậy. Như thể hàng trăm tia điện vừa phóng qua người anh. Sự nhức nhối thì thôi rồi lượm ơi luôn. Anh Hải giờ có thể tự tin khẳng định kiến đạn trích thốn hơn kiến cắt lá nhiều. Vì chúng có nọc độc thần kinh cực mạnh nên cơn đau có thể kéo dài tới tận 24 giờ. Anh đang thấy cực kỳ hối hận về màn chơi ngu vừa rồi của mình. Nhưng nếu hỏi anh mai chơi tiếp không thì câu trả lời vẫn sẽ là có. Bởi công việc này từ lâu đã trở thành sở thích thành đam mê khó bỏ của anh rồi. Một ngày mà không được hiến thân cho khoa học anh cảm thấy người ngợm nó cứ ngứa ngáy khó chịu thế nào ấy. Sau trải nghiệm kinh hoàng vừa rồi anh Hải lại vừa sợ vừa thích. Anh quyết định sẽ tự mình xây dựng một tổ kiến, một đế chế của riêng mình. Vậy là chẳng mấy chốc anh đã có được thành quả như này đây. Tuy nhiên những người tàn ác thường sống thảnh thơi. Thấy cuộc sống của đàn kiến êm ả quá anh quyết định cho chúng tí trải nghiệm bằng cách bắt cóc kiến chúa. Nhưng vấn đề đặt ra bây giờ là làm thế nào để tìm được kiến chúa giữa 7 kiến hàng ngàn con như vậy. Đầu tiên anh đặt tổ vào một cái thùng lớn và tháo hai ống dẫn hai bên để một ít kiến chui ra trước. Sau khi thấy trong tổ chỉ còn lại một số lượng thích hợp thì anh bắt đầu tấn công trực diện vào màng chắn phía trước. Thấy tổ có dấu hiệu bị xâm nhập đàn kiến bỏ chạy tán loạn, anh giúp chúng sơ tán nhanh hơn bằng một bình hút tự chế. Lũ kiến sẽ được hút vào đó và chuyển sang thùng khác. Sau khi đã tháo một tấm kính mà anh Hải vẫn chưa thấy bóng dáng kiến chúa đâu. Lo sợ nó đã bị những con kiến khác tấn công nên anh quyết định tháo nốt tấm kính thứ hai. Tuy nhiên còn chưa kịp làm gì anh đã nhận ra đàn kiến bên này có những dấu hiệu bất thường. U là trời, kiến chúa đã lộ diện và những con kiến thợ khác đang đưa nó vào một cái lỗ nhỏ phía trên. Bọn này thành tinh cơm mẹ nấu rồi. Chắc chúng nó biết anh định làm gì nên đã có sự chuẩn bị trước. Và lũ kiến đã thành công trong việc giấu kiến chúa đi vì anh Hải đã không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Vì chúng cảm thấy kiến chúa có thể đang gặp nguy hiểm nên nhất định ở lại. Thế mới nói đôi khi sự trung thành của động vật còn hơn con người nhiều. U là trời, cuối cùng anh Hải đã có được kiến chúa trong tay. Một màn bắt cóc quá là hại não luôn. Đúng là kiến chúa trông nó to trà bá lửa gấp mấy lần những con khác. Nhớ lại thời gian đầu khi mới được thả vào tổ, kiến chúa còn khá lạ lẫm. Anh đã sợ nó không thể thích nghi và bị đàn kiến ruồng bỏ. Nhưng thật may kiến chúa đã làm tốt nhiệm vụ lãnh đạo của mình. Sau khi kiến chúa bị bắt cả đàn như rắn mất đầu, chúng không ngừng loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Vậy nên anh đã phải trả kiến chúa lại để giữ gìn sự bình yên của tổ. Và đúng thật khi nó quay lại mọi thứ lại đâu vào đấy. Đàn kiến lại hoạt động theo đúng quy trình vốn có. Nhiệm vụ của ai người ấy làm. Thế mới thấy vai trò kiến chúa quan trọng tới mức nào. Nhờ công việc trong lúc rảnh rỗi sinh nông nổi của anh Hải mà chúng ta đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích về loài kiến. Tuy nhiên anh vua lì đòn thấy bạn làm thí nghiệm cũng ngứa ngáy muốn làm theo. Đây người ta gọi là kém miếng, khó chịu. Nhưng mấy con kiến bé xíu ấy anh không thích. Anh quyết định chọn loài chó chăn cừu hung dữ. Để đảm bảo an toàn anh đã sắm ngay một bộ đồ phòng bị thật dày. Mặc vào trông anh chẳng khác nào tăng thêm 10 cân cả. Kế hoạch là anh sẽ biến mình thành tội phạm để những chú chó lao tới xin miếng thịt. Từ đó anh sẽ rút ra được kết luận con chó nào mạnh nhất. Ứng cử viên đầu tiên chó chăn cừu Đức tên Đại Ngao với trọng lượng khoảng 30 kg. Tiếp theo là Tai Dựng có cân nặng là 45 kg. Chú chó luôn tự hào với danh hiệu thành viên bảo vệ gia đình tốt nhất.
Và ứng cử viên cuối cùng cũng là nặng ký nhất là một chú chó bỉ tên Mặt Đen. Dù chỉ nặng 34kg nhưng sức chiến đấu phải gọi là kinh khủng khiếp. Anh Lì quyết định sẽ đối đầu với đại ngao trước vì trông nó khá hung dữ từ màu lông tới khuôn mặt. Chú chó cũng đang rất háo hức để được cắn yêu anh một cái rồi. Vừa được thả xích ra thì nó ngay lập tức phi tới ngoạm chặt lấy cánh tay khiến anh kêu gào thảm thiết. Mặc dù hồi bé hay đi trêu chó nhưng lần đầu bị tấn công trực diện như này anh vẫn khá bất ngờ. Nếu được chấm trên thang điểm từ 1 đến 5 anh sẽ chấm lực cắn của con này là 3. May mà anh kêu cứu kịp chứ thêm một lát nữa chắc chắn nó cắn vào tận tay rồi. Bây giờ chúng ta tới với đối thủ tiếp theo là tai rừng. Vừa được thả xích ra nó lao thẳng tới chỗ anh Lì và không ngừng cắn xé. Vật lộn quay cuồng với nó một hồi khiến anh chóng cả mặt. Không hổ danh là thành viên bảo vệ tốt nhất. Tưởng tượng tên trộm nào đột nhập vào và Sukarna gặp phải nó thì chỉ có nước ra đi thôi. Đến giờ mà anh Lì vẫn còn đang thấy khó thở và tim đập nhanh. Vừa rồi quả là một trải nghiệm kinh hoàng trong cuộc đời anh. Bị một chú chó có kích thước tương đương lao tới tấn công, thậm chí chân anh cũng không đứng vững được. Anh đánh giá lực cắn và mức độ đe dọa của nó là 4, còn tác động sẽ là 2. Bây giờ thì anh Lì cần nghỉ ngơi một chút trước khi gặp ứng cử viên tiếp theo. Con Mặt Đen thấy anh từ xa thôi đã không ngừng sủa lớn đòi lao tới. Chắc mặt anh có tố chất tội phạm quá nên chúng nó cứ nhìn là muốn cắn. Mặt Đen quả thật là một con chó hung dữ. Nó điên cuồng tấn công anh Lì dù anh không ngừng gào thét dọa nạt. Chỉ khoảng 1 phút anh đã phải xin đầu hàng. Mặc dù có quần áo bảo hộ nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được một lực mạnh mẽ tác động vào cánh tay mình. Anh có thể khẳng định luôn con này khỏe nhất. So với hai con trước phát cắn này đau đớn hơn nhiều. Tay anh Lì vẫn chưa thể cử động lại như bình thường. Trong lúc bị ngoạm chặt tay anh cảm nhận được hàm răng của nó đang cố nghiền nát anh. Anh chấm cho nó 5 điểm đe dọa và lực cắn. Tác động là 4. Vậy là gần như full điểm rồi. Hôm nay anh Lì đã có một buổi nghịch ngu thật nhớ đời. Sau hôm nay về có khi anh sẽ bỏ luôn cái thói trêu chó chứ anh cũng rén lắm rồi. Khi cởi bộ đồ bảo hộ ra thì cánh tay bị sưng lên một chút, nhưng vì anh xứng đáng mà. Còn các bạn nghĩ sao về những chú chó này thì nhớ bình luận ý kiến xuống dưới cho Mèo biết với nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.